Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, chuyendocviet.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện thiên tài câu lạc bộ của tác giả Thành Thành Giữ Thiền. Tập 113, chương 1121, lá bài lớn, 3. Còn lại 2 phút này, nhiều nhất chỉ kịp xem tiêu đề, biết nghiên cứu là về lĩnh vực nào. CC chú ý đến hành động nhìn đồng hồ của Lâm Huyền. Tự nhiên cũng hiểu rằng 0 giờ 42 phút sắp đến. Cô ấy thở dài nói, nếu xem xét như vậy, ông Cao Văn vẫn quá lạc quan rồi. Theo như anh đã nói, thế giới sắp bị hủy diệt. Vào thời điểm này, không quan trọng Cao Văn giấu kết quả nghiên cứu gì, chắc chắn đều không kịp nữa rồi. Ông ấy viết trong cuốn sổ rằng, kết quả nghiên cứu này một khi được công bố, sẽ thay đổi thế giới, sửa chữa nhiều sai lầm, cứu sống nhiều người. Chỉ là rất tiếc, có lẽ ông ấy nghĩ rằng sau vài chục năm, tối đa là 100-200 năm sau khi ông ấy chết, cuốn sổ này sẽ được người khác tìm thấy. Lúc đó thì chắc chắn vẫn kịp, được biết trước năm 2400. Trình độ khoa học công nghệ của nhân loại vẫn rất phát triển, nếu cuốn sổ này được phát hiện vào năm 2300, thậm chí năm 2350, thì chắc chắn vẫn kịp. Chỉ là hiện tại dù công bố kết quả nghiên cứu của ông ấy cũng đã quá muộn. Nhưng tôi vẫn rất tò mò, rốt cuộc nghiên cứu gì khiến Cao Văn tự tin như vậy? Thường thì các nhà khoa học rất khiêm tốn, khó có thể sử dụng ngữ điệu khẳng định như vậy. Lâm Huyền nghe phân tích của CC, cũng thấy có lý. Đừng đoán nữa, xem sẽ biết. Thấy ánh sáng trắng 0 giờ 42 phút sắp hạ xuống. Lâm Huyền cũng không nghĩ nhiều, dưới ánh mắt của CC, lật sang trang tiếp theo của cuốn sổ. Trang này, chỉ có một dòng chữ lớn ở giữa, nguyên lý lý thuyết du hành thời không và ý tưởng xây dựng máy du hành thời không. Cái gì? Lâm Huyền và CC đồng thanh, hoàn toàn không ngờ. Kết quả nghiên cứu của Cao Văn lại tiên tiến và viên tưởng đến vậy. Đây, Lâm Huyền trở nên nghiêm túc. Hắn nhanh chóng nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Hoàng Tước, ngu hề giả, ngu hề thật đều là những kẻ xuyên không từ tương lai trở về. Hắn đã sớm đoán ra. Vì những người này có thể xuyên không từ tương lai trở về, chắc chắn phải tồn tại thiết bị du hành thời không hoặc máy thời gian công nghệ cao. Lâm Huyền không ngờ, lý thuyết xuyên không lại bắt nguồn từ viện sĩ Cao Văn. Không còn thời gian để suy nghĩ nhiều, thời gian trong giấc mơ không còn nhiều. Lâm Huyền nhanh chóng lật qua các trang giấy bọc nhựa phía sau, cố gắng đọc thêm thông tin. Phần lớn lý thuyết và công thức hắn không hiểu, còn có rất nhiều ký hiệu và từ tiếng Anh đều là những thứ ngoài tầm hiểu biết của hắn. Khi kim giây trên đồng hồ liên tục dịch chuyển, Lâm Huyền cuối cùng lật đến một trang đầy chữ Hán và có một câu được khoanh tròn bằng bút đỏ. Tôi suy đoán rằng nên tồn tại một loại hạt năng lượng có thể xuyên qua thời không dựa vào năng lượng chứa đựng trong nó. Có thể định hướng xuyên qua các khe nứt thời không, đưa người xuyên không trở lại thời gian điểm cụ thể. Nhưng hiện tại không có bất kỳ phương tiện nào có thể chứng minh sự tồn tại của loại hạt năng lượng này. Do đó, lý thuyết xuyên không thời không vẫn còn thiếu một mắt xích cuối cùng. Bùm, bùm, bùm. Ngay khi Lâm Huyền đọc xong đoạn văn bản ghi chú này, ánh sáng trắng chói lòa làm cho cả thế giới trở nên mờ nhạt. Một mảng trắng xóa, rồi lại biến thành một mảng tối đen. Trong góc phòng ngủ, Lâm Huyền mở mắt, bật dậy từ trên giường, hạt thời không. Hắn tin chắc, trong ghi chú nghiên cứu của Cao Văn, cái gọi là mắt xích cuối cùng của lý thuyết xuyên không thời không chính là hạt thời không. Lâm Huyền dụi mắt, đi dép vào, đi đến phòng tắm, rửa mặt để tỉnh táo, ngẩng đầu lên. Nhìn vào khuôn mặt đầy nước trong gương, hắn thức dậy rất nhanh. Bây giờ vẫn là 0 giờ 42 phút, vẫn chưa qua hết phút này. Nhưng hiện tượng kỳ lạ trong gương, từ khi nhận được thư mời của câu lạc bộ thiên tài, đã không xuất hiện lại, không một lần nào. Viện sĩ Cao Văn, thật sự chưa bao giờ làm người ta thất vọng. Lâm Huyền ban đầu không đặt nhiều hy vọng vào cái gọi là kết quả nghiên cứu của viện sĩ Cao Văn. Hắn nghĩ, có lẽ đó là một phát minh tương tự như dung dịch ngủ đông. Như vậy, hắn có thể sao chép phát minh đó về năm 2024. Để công ty Rai nghiên cứu và bán, nhằm mục tiêu phát triển công ty, mở rộng thế lực và tầm ảnh hưởng của mình. Jazz có thể trở thành người giàu nhất thế giới. Tại sao mình không thể? Thực ra giàu hay không cũng không quan trọng,
Lâm Huyền chỉ muốn có thế lực riêng của mình và đủ khả năng mạnh mẽ làm hậu thuẫn để bảo vệ hành động của mình sau khi gia nhập câu lạc bộ thiên tài. Không ngờ tới, viện sĩ Cao Văn lại tặng mình một quân bài lớn. Một quân bài lớn không ngờ tới, thiết bị xuyên thời không. Nếu thứ này thực sự có thể chế tạo ra, Lâm Huyền không dám tưởng tượng thế giới sẽ trở nên như thế nào. Không còn nghi ngờ gì nữa. Chương 1122, lá bài lớn, 4. Thời không của Hoàng Tước, Ngu Hề giả và Ngu Hề thật, chắc chắn có sự tồn tại của thiết bị xuyên thời không. Giấc mơ thứ tư, chắc chắn cũng có thiết bị xuyên thời không, nếu không thì lão giả bí ẩn được cho là Copernicus sẽ không cử Lâm Ngu Hề đến năm 2024 để bắt mình. Giấc mơ thứ năm có thiết bị xuyên thời không hay không thì không rõ. Dù sao cũng chưa từng nghe cụ vệ thắng kim nhắc đến. Hơn nữa, trình độ công nghệ của sao hỏa chỉ tương đương với thành phố Đông Hải mới trong giấc mơ thứ hai. Trình độ công nghệ như vậy chắc chắn không thể chế tạo ra thiết bị xuyên thời không. Vậy thì, nguyên nhân là gì? Tại sao giấc mơ thứ tư có thiết bị xuyên thời không, nhưng giấc mơ thứ năm lại không có? Ban đầu, Lâm Huyền cho rằng đó là do siêu thảm họa năm 2400, khiến công nghệ nhân loại bị thụt lùi, phát triển đình trệ. Nhưng bây giờ nhìn lại, có lẽ hắn đã nghĩ đơn giản quá. Rất có khả năng, giấc mơ thứ năm không có thiết bị xuyên thời không là vì viện sĩ Cao Văn bị ám sát bất ngờ, dẫn đến lý thuyết và công nghệ xuyên không không được công bố kịp thời. Do đó, nên văn minh nhân loại đã không thể khai phá được cây công nghệ này, lỡ mất cơ hội với thiết bị xuyên thời không. Lâm Huyền gật đầu với hình ảnh của mình trong gương, công nghệ của nhân loại sẽ đi về đâu, đi theo con đường phát triển nào, thực sự cần những thiên tài vượt thời đại dẫn dắt. Không ai có thể nói chắc, nếu không có James Watt, liệu máy hơi nước có được đưa vào sử dụng hay không? Liệu nhân loại có vượt qua giai đoạn này, trực tiếp bước vào thời đại động cơ đốt trong không? Tương tự, còn có sự thách thức của Nikola Tesla đối với điện xoay chiều của Thomas Edison. Nếu không có Tesla, dù Edison bị loại bỏ nhưng ai có thể đảm bảo rằng điện xoay chiều sẽ thay thế? Nếu đó là công nghệ tiên tiến hơn thì sao? Một cách lạ lùng, Lâm Huyền đột nhiên nghĩ đến một giả thuyết, tài nguyên trên trái đất là hữu hạn. Bất kể là nguyên liệu, năng lượng hay số lượng nhân tài đều là hữu hạn. Những tài nguyên hữu hạn này không đủ để hỗ trợ nhân loại phát triển đồng thời theo nhiều hướng công nghệ khác nhau. Trong mâu thuẫn tài nguyên và nhân tài, có lẽ tương lai của nhân loại chỉ có thể chọn phát triển theo một hướng, chẳng hạn như kế hoạch di dân lên sao hỏa của Jurassic. Lâm Huyền đầu tiên nghĩ đến điều này. Theo lời của cụ vệ thắng kim, trước năm 2400, không có ai ủng hộ kế hoạch di dân lên sao hỏa của Jurassic. Người trên trái đất không muốn sống trên sao hỏa, và các nhân tài cùng nhà khoa học trên trái đất cũng không muốn đi. Lúc đó, có lẽ là ngã tư đường của nền văn minh nhân loại. Hoặc là tiếp tục phát triển trái đất, hoặc là di dân lên sao hỏa, khởi đầu hành trình văn minh liên hành tinh. Rõ ràng, hai hướng đi này xung đột với nhau. Tài nguyên có hạn, nhân tài cũng có hạn, không đủ để hỗ trợ cả hai hướng phát triển cùng một lúc, chỉ có thể chọn một trong hai. Theo kịch bản bình thường, kế hoạch di dân lên sao hỏa của Jas chắc chắn sẽ thất bại. Một hành tinh, nếu không có đủ dân số để hỗ trợ, thì dù thế nào cũng không thể phát triển. Lúc đó, sao hỏa không chỉ có điều kiện tự nhiên và sinh hoạt kém, mà còn gặp khó khăn lớn nhất là thiếu dân số hỗ trợ. Vào năm 2024, nhiều quốc gia đã nhận ra tầm quan trọng của lợi thế dân số, không có dân số thì không có gì cả. Mọi người không muốn rời khỏi trái đất để lên sao hỏa, Jas cũng không thể bắt cóc người trái đất đi được. Vì vậy, theo quá trình phát triển bình thường, kế hoạch di dân lên sao hỏa của Jas có lẽ sau vài thập kỷ sẽ không tạo ra bất kỳ tiếng vang nào và sẽ phá sản ngay lập tức. Nhưng vào năm 2400, một sự việc ngẫu nhiên đã xảy ra. Siêu thảm họa toàn cầu quét qua, khiến hàng tỷ người chết và biến trái đất tươi đẹp thành địa ngục trần gian, không thể sống sót. Lúc này, sao hỏa vốn tương đối lạc hậu lại trở thành lựa chọn duy nhất cho sự sinh tồn và sinh sôi của nhân loại. Nhờ cơ hội này, nhân loại từ bỏ trái đất, di cư lên sao hỏa. Dù 100 năm sau, môi trường sinh thái trên trái đất đã hoàn toàn phục hồi, nhưng vì quá lạc hậu, trình độ công nghệ thấp kém và tuyến xe buýt vũ trụ giữa trái đất và sao hỏa bị hạn chế đến 2 năm mới đến một lần. Trong điều kiện nhiều trở ngại như vậy, không ai muốn trở về trái đất từ sao hỏa. Kế hoạch di dân lên sao hỏa của Jas đã thành công như vậy. Chỉ là giá phải trả là gì? Trái đất bị bỏ rơi,
đó có phải là cái giá để ép buộc nhân loại phải sinh sống trên sao Hỏa không? Lâm Huyền không thể biết được, nhưng hắn tin rằng viện sĩ Cao Văn là một phần quan trọng và có vai trò quyết định trong sự phát triển tương lai của nhân loại. Các bạn đang nghe truyện Thiên Tài Câu Lạc Bộ của tác giả Thành Thành Giữ Thiền tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1123, Lá Bài Lớn, 5. Dù sao thì, ngày mai mình sẽ đến phòng thí nghiệm của Lưu Phong một chuyến, trao đổi với hắn ta. Hắn cầm điện thoại, kiểm tra một chút. Thực sự không có thông tin hay số điện thoại của Lưu Phong. Điều này thật kỳ lạ. Bởi vì mình đã mua bản quyền phông chữ Microsoft EA hay cho ngân hàng Thái Mỗ, phông chữ của két sắt số 1277 trong giấc mơ thứ 5 đã thay đổi. Nếu sự thay đổi thời không thực sự xảy ra, thì giá trị trên đồng hồ thời không của Lưu Phong cũng nên thay đổi theo chứ. Dù là thay đổi nhỏ, tất nhiên phải có sự thay đổi mới hợp lý. Nhưng phía Lưu Phong lại hoàn toàn không có bất kỳ tin tức nào. Có phải hắn ta đã ngủ và không quan sát thấy sự thay đổi giá trị trên đồng hồ thời không không? Thôi kệ, ngày mai đến phòng thí nghiệm tìm hắn ta thì sẽ biết. Lâm Huyền mở tủ lạnh đầy ắp, làm một chút đồ ăn khuya, ăn nhẹ để lấp đầy bụng, rồi lại trở về phòng ngủ. Hắn gửi tin nhắn WeChat cho tài xế Tiểu Lý, bảo cậu ấy sáng mai đến dưới lầu chung cư đón mình, đi đến phòng thí nghiệm giai của Đại học Đông Hải. Sau đó, hắn đặt điện thoại lên tủ đầu giường, nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ, một đêm không mộng mị. Sáng hôm sau, ở ngoại ô Đông Hải, biệt thự sang trọng, Triệu Anh Quân bước xuống từ chiếc xe thương mại Alpha, đi vào khu vườn của biệt thự đơn lập, 86 cửa, cốc cốc cốc, đến đây. Diêm Mai mở cửa từ bên trong, nhìn thấy Triệu Anh Quân, mỉm cười, con gái, sao tự dưng lại nghĩ đến việc thăm chúng ta vậy? Triệu Anh Quân đẩy kính râm lên trên, đội lên tóc, nhìn mẹ mình, Kiều Kiều đâu rồi? Ở trong nhà, cùng xem tivi với ba con. Diêm Mai chỉ vào phòng khách, vào đi, vào mà nói chuyện. Triệu Anh Quân theo mẹ đi vào phòng khách, đến khu vực giữa ghế sofa. Kết quả là vừa nhìn thoáng qua ghế sofa, cô ấy đã thấy huyết áp tăng lên. Chỉ thấy Diêm Kiều Kiều không chút lễ phép, chân trần đi lại trên ghế sofa vải, đạp lên gối và khăn lụa lộn xộn. Còn cha mình, người luôn nghiêm khắc, giờ lại giống như đang chiều chuộng Diêm Kiều Kiều, nhẹ nhàng gọi tên cô bé, rồi đưa từng miếng cam đã bóc vào miệng Kiều Kiều. Miếng cam bóc rất sạch sẽ, không có một sợi sơ trắng nào, không biết người đàn ông nổi tiếng ở đế đô này lấy đâu ra nhiều kiên nhẫn như vậy. Nhưng nhìn thấy Diêm Kiều Kiều chân trần chạy qua chạy lại trên ghế sofa và tiếng hoạt hình trên tivi phát ra to lớn, Triệu Anh Quân thực sự không chịu nổi, cảm thấy đầu mình sắp nổ tung. Sao các người có thể chiều chuộng con bé như vậy? Cô ấy nói với giọng nghiêm khắc, làm sao có thể để một đứa trẻ lớn như vậy đi chân trần trên ghế sofa? Còn để người khác ngồi nữa không? Con quát cái gì chứ? Diêm Mai dùng giọng còn cao hơn cả Triệu Anh Quân quát lại cô ấy, trẻ con làm sao phải có nhiều quy tắc như vậy? Con bé vẫn là trẻ con à? Triệu Anh Quân cười mỉa mai, con bé đã mười mấy tuổi rồi, tuổi này còn được coi là trẻ con sao? Bình thường đã lên cấp 2, thậm chí cấp 3 rồi. Nhưng Kiều Kiều không phải bị mất trí nhớ sao? Diêm Mai lườm Triệu Anh Quân một cái, đầy vẻ khó chịu, con bé không nhớ gì trong đầu, đi chân trần đạp lên ghế sofa thì sao? Con bé có đáng để con nổi nóng không? Nếu con mắc bệnh sạch sẽ, thì đừng ngồi trên ghế sofa, hãy mang ghế khác ngồi bên cạnh. Thật là, vừa vào nhà đã nổi nóng, tính cách này là di truyền từ ai không biết. Triệu Anh Quân hít một hơi dài. Bình tĩnh nói, con biết con bé mất trí nhớ, thực sự không hiểu gì, nhưng chính vì không hiểu gì nên mới cần hướng dẫn, cần giáo dục. Hành vi thiếu giáo dục như thế này, các người không quản lý, cứ nuông chiều như vậy, sau này con bé sẽ trở thành người thế nào? Không phải sẽ trở nên kiêu ngạo sao? Triệu Thụy Hải hừ một tiếng, quay đầu lại, ba thấy con mới là người kiêu ngạo. Thực sự, hành vi của Kiều Kiều thiếu một chút giáo dục. Nhưng có điều gì mà con không thể nói một cách nhẹ nhàng? Không thể từ từ nói, từ từ giải thích, từ từ giao tiếp với con bé sao? Con vừa vào nhà đã quát tháo, giọng nói lớn như vậy, nếu làm con bé sợ thì sao? Ảnh hưởng đến sự phát triển tâm lý thì sao? Ba đã nói với con bao nhiêu lần rồi? Có gì thì nói nhẹ nhàng, việc giáo dục con trẻ cần có thời gian, con phải kiên nhẫn. Nói xong,
Triệu Thụy Hải liền quay đầu lại, thay đổi biểu cảm thành nụ cười chiều chuộng. Đến đây Kiều Kiều, nhả hạt cam ra tay ông ngoại, cái này không được nuốt xuống, phải nhả ra. Diêm Kiều Kiều cúi đầu, nghe lời ông ngoại, nhả hai hạt cam vào lòng bàn tay ông ngoại. Sau đó ông ngoại vui vẻ bỏ vào thùng rác, rồi tiếp tục bóc miếng cam khác. Cái này, điều này làm Triệu Anh Quân rất sốc. Đã từng thấy người nuông chiều con cháu, nhưng chưa từng thấy nuông chiều đến mức này. Đây vẫn là người cha nghiêm khắc mà mình từng biết, người luôn chỉ trích, soi mói từng lỗi nhỏ sao. Chương 1124, lá bài lớn, 6. Cô ấy luôn nghĩ rằng những video về tình cảm ông bà cháu trên Douyin đều là dàn dựng, quá phóng đại. Nhưng bây giờ nhìn lại, điều phóng đại nhất lại diễn ra ngay trong nhà mình. Một cô bé ít nhất 13-14 tuổi, bóc cam còn phải nhờ người khác, hạt cam cũng phải nhả vào tay người khác. Đây là nuôi dưỡng theo kiểu gì vậy? Triệu Anh Quân hít một hơi dài, hít thở sâu vài lần, khuyên bản thân phải bình tĩnh. Thật vậy, mình có hơi mất bình tĩnh rồi. Trước đây cô ấy cũng từng gặp nhiều đứa trẻ hư, thường không quan tâm, cười nhạt, tuyệt đối không tức giận như hôm nay. Cô ấy tự nhận mình rất kiên nhẫn với trẻ con, nhưng vừa rồi là sao đây? Tại sao cứ mỗi lần nhìn thấy Diêm Kiều Kiều không hiểu chuyện, cảm xúc liền dâng lên, cơn giận không thể kiểm soát, muốn răn dạy ngay lập tức, nghĩ kỹ lại. Giống như tối hôm trước khi ăn cơm cũng vậy, người luôn giữ được bình tĩnh như cô ấy lại dễ dàng bi Diêm Kiều Kiều làm cho tức giận đến tăng huyết áp. Lý do là gì? Chẳng lẽ thực sự có cái gọi là ngược dòng huyết mạch? Mỗi bậc cha mẹ đều thiếu kiên nhẫn nhất với con mình, luôn cảm thấy con cái nhà người khác xuất sắc hơn. Bỗng nhiên, khi Triệu Anh Quân đang điều chỉnh cảm xúc, Diêm Kiều Kiều trên ghế sofa lại bắt đầu chạy. Cô bé không biết đã phát hiện ra điều gì mới mẻ, nhanh chóng chạy về phía bên kia của sofa. Kiều Kiều, chậm lại một chút, Diêm Mai lập tức chạy theo. Nhưng, đã quá muộn. Diêm Kiều Kiều đang chạy đụng vào chiếc bình sứ đặt trên kệ gỗ đỏ. Đó là một trong những món đồ sưu tầm yêu thích nhất của Triệu Thụy Hải. Là một cổ vật rất quý giá, tuy không phải là bảo vật quốc gia nhưng cũng rất có tiếng tăm trong giới đồ cổ, giá trị nghệ thuật rất cao. Nhưng bây giờ, nó đã nghiêng hơn 45 độ. Ê! Kiều Kiều cẩn thận! Rắc! Chiếc bình sứ vô giá rơi xuống sàn nhà vỡ tan, mảnh vỡ văng khắp nửa phòng khách. Triệu Anh Quân nắm chặt tay, cảm thấy huyết áp lại không ổn định. Đã thấy trẻ con nghịch ngợm, nhưng chưa từng thấy đứa nào nghịch đến thế này. Lần này, cha cô ấy không thể ngồi yên được nữa chứ. Cô ấy vẫn nhớ rõ, hồi nhỏ cô ấy cũng từng lén vào phòng sưu tầm của cha, không làm gì phá hoại, chỉ chạm vào một bức thư pháp của một bậc thầy và làm mờ một chút. Kết quả là cha cô ấy nổi giận, dùng thước gỗ đánh vào tay cô ấy hai cái, làm cô bé Triệu Anh Quân khóc đau. Từ đó không dám bước vào phòng sưu tầm của cha, nỗi đau từ hai cái thước gỗ đó đến giờ vẫn khó quên. Quả nhiên, Triệu Thụy Hải kinh ngạc, ông ấy lao nhanh tới, giơ cao tay phải, ôm chầm lấy Diêm Kiều Kiều, đưa cô bé ra xa khỏi hiện trường. Sau đó ông ấy kiểm tra Diêm Kiều Kiều từ trên xuống dưới, Kiều Kiều không sao chứ, không bị thương chứ. Kiều Kiều lắc đầu, ông ngoại, cháu xin lỗi. Hải, xin lỗi cái gì? Con bé này. Triệu Thụy Hải cảm thấy cháu gái xin lỗi mình là chuyện không thể hiểu nổi, chiếc bình cũ kỹ đó, ông đã muốn thay từ lâu. Không đẹp chút nào, hơn nữa để cao như vậy, ngã xuống chỉ là chuyện sớm muộn thôi. Nếu rơi trúng người thì sao? Lâu rồi phải xử lý nó đi. Nói xong, Triệu Thụy Hải như không thể nguôi giận, quay lại lườm Triệu Anh Quân một cái, tất cả là tại con. Nhìn xem con đã dọa đứa trẻ thế nào, làm nó sợ hãi, còn xin lỗi nữa, rõ ràng bị con làm cho hoảng sợ. Hừm, Triệu Anh Quân cười, con à, cô ấy chỉ vào mình, con chưa nói gì, con bé tự chạy đi, ba còn đổ lỗi cho con. Ba quý cái bình đó như vậy, bây giờ lại không cần nữa. Triệu Thụy Hải chỉ vào cô ấy, trước mặt Kiều Kiều, đừng nói lung tung, ba có gì quý báu đâu. Ba đã muốn bỏ nó lâu rồi, giờ ba sẽ quét sạch nó. Nào nào, con đừng rảnh rỗi, đến trông Kiều Kiều một chút, đừng để nó đụng phải mảnh vỡ. Rồi Triệu Thụy Hải ôm Diêm Kiều Kiều đến chỗ Triệu Anh Quân, sau đó đứng dậy cùng Diêm Mai thu dọn mảnh vỡ trên sàn. Còn nhiều lần dặn dò Kiều Kiều đừng chạy chân trần trên sàn. Triệu Anh Quân thực sự không biết nói gì. Cô ấy đã mở rộng tầm mắt. Cô ấy bỗng nhiên cảm thấy lần trước khi mang Vân Vân đến gặp Diêm Kiều Kiều,
thật sự là Vân Vân mạng lớn. Với mức độ cưng chiều của ông bà ngoại thế này, nếu Vân Vân dám sủa một tiếng với Diêm Kiều Kiều, tối nay nó sẽ không bị đưa lên bàn ăn, trở thành một nồi thịt chó sao. Ôi! Cô ấy bước đến, nhìn Diêm Kiều Kiều đang ngồi trên ghế sofa đung đưa chân, thở dài nói, đừng nhìn nhà có em là nhỏ tuổi nhất, thực ra em mới là người có quyền lực nhất, ai dám chọc vào em chứ? Diêm Kiều Kiều ngẩng đầu lên, nhìn Triệu Anh Quân, chị, chào buổi sáng. Có vẻ, sau một ngày học ngôn ngữ, bây giờ Diêm Kiều Kiều đã có thể diễn đạt một câu ngắn gọn. Dù sao cô bé chỉ bị mất trí nhớ, không phải học lại ngôn ngữ từ đầu, nên hồi phục rất nhanh. Các bạn đang nghe chuyện thiên tài câu lạc bộ của tác giả Thành Thành giữ thiền tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1125, lá bài lớn, 7. Triệu Anh Quân cúi người, cô ấy và Diêm Kiều Kiều ngồi trên ghế sofa, mắt đối mắt. Cô ấy vẫn không thể tin được, một cô bé lớn như vậy lại là con gái ruột của mình. Nói rằng cô bé là bản sao của mình, cô ấy còn dễ chấp nhận hơn một chút, chứ nói là con gái thì thực sự quá sốc. Kiều Kiều, Triệu Anh Quân nắm lấy bím tóc nhỏ của cô bé, mỉm cười hỏi, em có nhớ em đến từ đâu không? Diêm Kiều Kiều lắc đầu, không nhớ. Em có nhớ mẹ của em là ai không? Diêm Kiều Kiều lắc đầu, không nhớ. Vậy em có biết ba của em là ai không? Diêm Kiều Kiều vẫn lắc đầu như thường lệ, ba là gì? Được rồi. Có vẻ hiện tại Diêm Kiều Kiều vẫn chưa biết ba là gì, cũng không biết ba là mối quan hệ sinh học gì. Triệu Anh Quân quan sát kỹ từng chi tiết trên khuôn mặt Diêm Kiều Kiều. Thực sự tìm thấy rất nhiều điểm giống với mình. Nói thật, nếu bây giờ bảo cô ấy sinh ngay một cô con gái, cô ấy cũng không chắc con gái mình sẽ giống mình hơn Diêm Kiều Kiều. Trên ghế sofa trước mặt, rõ ràng là một phiên bản thu nhỏ của chính mình. Triệu Anh Quân lại không kìm được mà nhớ đến chuyện Lâm Huyền kéo cô ấy đi đến phòng xét nghiệm bệnh viện cùng một cô bé lạ mặt làm xét nghiệm DNA. Cô ấy còn nhớ mang máng cô bé đó tên là Ngu Hề, một cái tên rất đẹp. Cô bé cũng rất dễ thương và ngoan ngoãn, nhưng rõ ràng khỏe mạnh và đầy năng lượng hơn Diêm Kiều Kiều. Cơ thể có đường nét cơ bắp đẹp, nhìn qua là biết thường xuyên tham gia thể dục thể thao. Ngược lại, Diêm Kiều Kiều. Tay chân mảnh khảnh, không có dấu hiệu cơ bắp, trông rất yếu đuối, giống như một tiểu thư khuê các chưa bao giờ ra ngoài, chưa từng tham gia hoạt động thể thao. Cô bé tên Ngu Hề đó, bây giờ thế nào rồi? Đã tìm thấy cha mẹ chưa? Vẫn còn ở bên Lâm Huyền không? Triệu Anh Quân không kìm được sự tò mò. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, bên cạnh Lâm Huyền xuất hiện một cô bé tên Ngu Hề, bên cạnh mình xuất hiện một cô bé tên Diêm Kiều Kiều. Hai cô bé này có quan hệ gì với nhau không? Cô ấy lấy điện thoại, gọi thẳng cho Lâm Huyền. Rất nhanh, điện thoại kết nối. Lâm Huyền, dậy sớm vậy? Ừ, hôm nay định đi đến phòng thí nghiệm Giai ở Đại học Đông Hải. Trong điện thoại, Lâm Huyền cười, có chuyện gì à? Gọi sớm thế. Triệu Anh Quân trực tiếp nói mục đích, tôi bỗng nhiên nhớ đến, mấy hôm trước, cậu không phải đã dẫn một cô bé đi bệnh viện làm xét nghiệm quan hệ cha con sao? Tôi còn nhớ tên cô bé đó, tên là Ngu Hề, mặc dù cuối cùng là hiểu lầm. Nhưng cô bé đó cuối cùng thế nào rồi? Vẫn còn ở bên cậu không? Không không, hôm sau tôi đã giao cho cảnh sát rồi. Ở đầu dây bên kia, Lâm Huyền tự nhiên nói, tôi cũng đã nói chuyện này với Vương Ca. Để chuyện chuyên nghiệp cho người chuyên nghiệp làm, cảnh sát rất nhanh đã tìm được cha mẹ của Ngu Hề, sau đó đưa cô bé về nhà. Vậy à, tốt quá. Triệu Anh Quân cười nhẹ, một gia đình đoàn tụ, còn gì tốt hơn. Cuối cùng tìm được cha mẹ cho cô bé, tôi cũng yên tâm, nuôi con lớn như vậy, mất con mấy ngày chắc chắn cha mẹ cô bé lo lắng lắm. Đúng vậy. Lâm Huyền nói, con cái nhà ai cũng là báu vật trong tay cha mẹ. Bình thường có thể cãi nhau, mắng mỏ, nhưng nếu thực sự mất đi, chắc chắn sẽ đau lòng hơn ai hết. Không còn chuyện gì khác nữa. Triệu Anh Quân hạ điện thoại xuống, Lâm Huyền, tôi cúp máy trước nhé. Tút, cô ấy tắt máy, quay lại nhìn Diêm Kiều Kiều. Ban đầu còn nghĩ rằng Diêm Kiều Kiều và Ngu Hề có thể có mối liên hệ gì đó. Nhưng Lâm Huyền bên kia nói rằng cảnh sát đã tìm thấy cha mẹ của Ngu Hề, có vẻ như mình đã nghĩ quá nhiều rồi. Nói đến đây, cô ấy cũng cảm thấy tò mò. Mặc dù chắc chắn rằng Diêm Kiều Kiều không phải là con gái ruột của cô ấy, nhưng nếu đã có mối quan hệ sinh học là mẹ con, miễn là cô bé vẫn là con người,
thì một mình mẹ không thể sinh ra con được. Nếu mình là mẹ sinh học của Diêm Kiều Kiều, vậy thì cha sinh học của Diêm Kiều Kiều là ai? Ngay khi nghĩ đến vấn đề này, Triệu Anh Quân nhíu mày, cảm thấy vô cùng khó chịu. Rõ ràng mình trong sạch, giờ lại phải nghĩ đến những vấn đề mờ ám, thậm chí không biết cha của đứa trẻ là ai. Điều này khiến cô ấy cảm thấy rất không thoải mái. Ai đang gọi điện thế? Lúc này, Triệu Thụy Hải và Diêm Mai đã thu dọn xong đống mảnh vỡ trên sàn, bước đến bên Triệu Anh Quân. Chỉ vào chiếc điện thoại cô ấy vừa tắt, lúc nãy nghe con gọi điện, còn cười tươi nữa, nói chuyện với ai thế? Triệu Anh Quân cất điện thoại, trả lời bình thản, chuyện công việc thôi. Tuy nhiên, Diêm Kiều Kiều đưa ngón tay chỉ vào túi của Triệu Anh Quân, nơi cô ấy cất điện thoại, Lâm Huyền. Lời nói của cô bé vẫn ngắn gọn và sắc bén. Chương 1126, vở kịch bắt đầu, 1. Em, Triệu Anh Quân nheo mắt nhìn Diêm Kiều Kiều, sao tai của em thính thế? Nghe rõ ràng từng câu từng chữ, chị chỉ gọi tên anh ấy 2 lần, em đã nhớ kỹ rồi. Chị nói nhiều như vậy, sao em không nhớ cái khác? Diêm Kiều Kiều lại đưa ngón tay chỉ vào điện thoại trong túi của Triệu Anh Quân, xét nghiệm quan hệ cha con. Triệu Anh Quân nhanh tay che miệng cô bé lại. Ồ, Lâm Huyền à. Triệu Thụy Hải bừng tỉnh, vỗ vỗ vào lòng bàn tay rồi bước qua bước lại tại chỗ. Đúng đúng. Nhìn ba này, dạo này lo chuyện của Kiều Kiều quá mà quên mất chuyện của Lâm Huyền. Ôi chao, xem ba làm việc thế nào, thật bất lịch sự. Đã nói đến Đông Hải là để mời Lâm Huyền ăn bữa cơm, cảm ơn cậu ấy đàng hoàng. Kết quả là mấy ngày trước không hẹn được, sau đó chúng ta lại như không quan tâm đến việc này, bỏ qua luôn. Vậy Lâm Huyền sẽ nghĩ sao về chúng ta đây? Hôm nay cũng không có việc gì. Anh Quân, con mau gọi lại cho Lâm Huyền, xem tối nay cậu ấy có rảnh không, nếu có thì cả nhà mình mời cậu ấy ăn bữa cơm, thể hiện sự chân thành của chúng ta. Triệu Anh Quân suy nghĩ một chút. Tối nay, cô ấy thực sự không Lâm Huyền có kế hoạch gì. Lâm Huyền cũng từng nói, hôm đó không thể đến ăn cơm rất tiếc, nói rằng sau này có thời gian cứ báo hắn, hắn sẽ nhất định đến dự. Có lẽ, Lâm Huyền cũng đang chờ mình mở lời. Được rồi. Triệu Anh Quân nghĩ một lúc, rồi đứng dậy từ bên cạnh ghế sofa. Cô ấy lấy điện thoại ra, gọi lại cho Lâm Huyền, đặt điện thoại lên tai và nhìn cha mình, Triệu Thụy Hải, vì ba và mẹ tối nay cũng không có việc gì. Bữa cơm này, chúng ta sẽ hẹn vào tối nay nhé. Đại học Đông Hải, phòng thí nghiệm Liên Hiệp Giai, hành lang tầng 2. Lâm Huyền vừa tắt điện thoại sau cuộc gọi hỏi thăm của Triệu Anh Quân, bước vào phòng thí nghiệm của Lưu Phong. Lưu Phong ngẩng đầu lên. Thấy là Lâm Huyền, hắn ta hỏi ngay, ai gọi đấy? Bà chủ cũ của công ty. Lâm Huyền cất điện thoại, đáp một cách hời hợt, Triệu Anh Quân. Nghe thấy cái tên này, Lưu Phong bắt đầu so sánh trong dãy số cấp số cộng trong đầu. Triệu Anh Quân, nữ tổng giám đốc, hình như không có vị trí nào cho người này. Tôi hình như chưa gặp người này. Lưu Phong lắc đầu, hoặc nói chính xác hơn, người phụ nữ này chưa từng đến phòng thí nghiệm này. Ha ha. Lâm Huyền không nhịn được cười, anh đúng là bị nghiên cứu toán học làm cho lú lẫn rồi. Chẳng lẽ mỗi người phụ nữ tôi quen biết đều phải xuất hiện một lần trong phòng thí nghiệm à? Theo lý thuyết của anh, để hoàn thành cái gọi là dãy số cấp số cộng của anh, phải có một cô bé mười mấy tuổi xuất hiện, nhưng lâu thế rồi, anh đã gặp chưa? Lưu Phong trầm ngâm một lúc, rồi gật đầu, nhưng toán học là rất nghiêm ngặt, dãy số cấp số cộng là tuyệt đối. Đây là vấn đề toán học à? Lâm Huyền chế giễu, vấn đề là, các độ tuổi khác thì còn tạm chấp nhận được, nhưng làm sao tôi có thể tìm được một cô bé mười mấy tuổi để mang đến đây cho anh? Anh cũng phải xem xét xem điều đó có thực tế hay không chứ. Thực ra đây là một chủ đề rất nguy hiểm, anh đừng mơ tưởng đến việc hoàn thành cái dãy số cấp số cộng của anh nữa. Dãy số cấp số cộng của anh đã đến đây là kết thúc, hoàn chỉnh rồi, sẽ không có thêm cô bé mười mấy tuổi nào xuất hiện trong phòng thí nghiệm. Đinh, 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 tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên, cắt ngang lời nói của Lâm Huyền. Sao lúc này lại bận rộn thế này? Hắn lấy điện thoại ra, thấy cuộc gọi đến, lại là Triệu Anh Quân. Có phải, lúc nãy có gì chưa nói hết không? Lâm Huyền ngay lập tức nhấn nút nghe, đặt điện thoại lên tai, alo, Triệu Tổng. Xin lỗi, Lâm Huyền, vừa cúp máy đã gọi lại. Ở đầu dây bên kia, Triệu Anh Quân cười xin lỗi và đi thẳng vào vấn đề, lúc nãy ba tôi lại nhắc đến chuyện mời cậu ăn cơm. Cậu còn nhớ chứ?
ba mẹ tôi luôn rất biết ơn việc cậu cứu tôi đầu năm ngoái, muốn mời cậu ăn cơm để cảm ơn. Mấy hôm trước cậu bận không đến được, tối nay cậu có rảnh không? Nếu có thì thà hôm nay ăn luôn cho tiện, ba mẹ tôi rất mong gặp cậu sớm. Lâm Huyền nghe xong cũng nhớ lại. À, chuyện này à, mấy ngày nay xảy ra quá nhiều chuyện, từ việc bị thích khách thời không truy sát, đến chuyện Ngu Hề giả và thật đảo lộn, rồi đến sự xuất hiện bất ngờ của giấc mơ thứ năm. Hắn bận đến mức không kịp thở, quên hết những chuyện vặt vãnh trong cuộc sống. Khi xưa, để gặp được Jack, hắn đã từ chối lời mời của cha mẹ Triệu Anh Quân. Hôm đó, hắn cảm thấy rất ngại, cha mẹ cô ấy đã cất công từ đế đô đến để cảm ơn hắn, nhưng hắn lại có việc không thể đến, từ chối một lần không sao. Nhưng, lần này đến lần khác từ chối, thật sự là không coi trọng cha mẹ cô ấy, đặc biệt là không coi trọng Triệu Anh Quân, khiến mình trông như một kẻ vô lễ. Các bạn đang nghe chuyện Thiên Tài Câu Lạc Bộ của tác giả Thành Thành Giữ Thiền tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1127, vở kịch bắt đầu, 2. Dù sao thì bữa cơm này cũng phải ăn. Lâm Huyền nghĩ, tối nay mình cũng không có kế hoạch gì đặc biệt. Theo kế hoạch ban đầu của hắn, chắc chắn lại là ngủ chưa đến nửa đêm, rồi theo kịch bản cũ vào giấc mơ tham gia làng kiểm, mở két sắt của Cao Văn, nghiên cứu kỹ cuốn sổ tay mà Cao Văn để lại. Vậy thì đẩy việc trong giấc mơ sang ngày mai đi. Dù sao, việc chép lại cuốn sổ tay ghi chép nguyên lý lý thuyết xuyên thời không và kế hoạch xây dựng thiết bị xuyên thời không về thế giới thực cũng không phải là chuyện có thể hoàn thành trong 10 ngày nửa tháng. Chậm một ngày thì cũng không sao. Được thôi. Hắn đồng ý trong điện thoại, tối nay tôi không có việc gì, nếu cha mẹ cô cũng rảnh thì hẹn tối nay luôn nhé. Nói gì thì nói. Để tôi đặt nhà hàng cho. Coi như để tiếp đãi hai bác từ xa đến, đãi đằng một chút. Ha ha, làm sao được chứ? Triệu Anh Quân cười nhẹ, nhà hàng để tôi đặt, cậu là nhân vật chính tối nay, là khách, sao có thể để cậu đặt nhà hàng? Tôi sẽ đặt xong rồi gửi địa chỉ và số phòng cho cậu, cũng gửi cho tài xế Tiểu Lý, tối nay để cậu ấy đưa cậu đến. Chỉ là... À, có một chuyện không tiện lắm. Triệu Anh Quân liếc nhìn Diêm Kiều Kiều đang đung đưa chân trên ghế sofa cùng ông ngoại Triệu Thụy Hải đang nhìn mình. Vài lần muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn nói ra, nếu cậu không phiền, tối nay cha mẹ tôi có lễ sẽ đưa một đứa trẻ mười mấy tuổi đi cùng, ăn chung. Đó là đứa trẻ từ quê mẹ tôi, dạo này đều do cha mẹ tôi chăm sóc. Không sao, cứ mang theo đi. Lâm Huyền cười thoải mái, Vương Ca trước đây cũng nói với tôi, bảo cha mẹ cô từ quê mang một đứa trẻ lên. Cô còn hỏi anh ấy về nhà hàng dành cho trẻ em. Đã tối nay cha mẹ cô đều đến ăn, nhà không có ai chăm sóc trẻ, thì mang theo cùng đi. Tôi đây chắc chắn không có vấn đề gì, người đông vui hơn mà. Triệu Anh Quân nhớ lại sự náo loạn và thiếu giáo dục của Diêm Kiều Kiều, không kìm được mà cảm thấy đau đầu. Cô ấy thở dài một hơi, cậu không phiền là tốt rồi, cậu có thể không hiểu, bây giờ mấy cô bé mười mấy tuổi thật sự rất nghịch ngợm và phiền phức. Không sao. Thật sự không sao. Lâm Huyền nhớ lại lần bị cô bé mười mấy tuổi xé toạc cửa xe của mình, đâm chiếc xe Alpha thành một cái tổ ong, điềm nhiên nói, loại cô bé mười mấy tuổi phản nghịch và phiền phức tôi đã gặp nhiều rồi. Bây giờ lòng khoan dung của tôi rất lớn, chỉ cần không phải loại xé toạc cửa xe, cưỡi mô tô từ trên trời rơi xuống, trong mắt tôi đều là ngoan ngoãn và dễ thương. Lâm Huyền nói thật, cặp kẻ hủy diệt Ngu Hề thật giả trực tiếp nâng cao giới hạn chịu đựng của Lâm Huyền đối với các cô gái phản nghịch. Hắn không nghĩ rằng thế giới thực sẽ có cô bé nào khó đối phó hơn Ngu Hề thật giả. Hai cô Ngu Hề này. Một là gián điệp giữa hai phe, miệng nói vì mình nhưng thực chất lừa gạt cả Jack và suýt nữa giết hai thành viên của câu lạc bộ thiên tài. Một là sát thủ lạnh lùng không biểu cảm, thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn, trước mặt mình chặt đầu Ngu Hề giả, còn muốn đưa mình vào buồng đông lạnh, gửi đến tương lai để xét xử. So với hai cô Ngu Hề này, cô bé từ quê Triệu Anh Quân mang lên có nghịch ngợm đến đâu chứ? So với Ngu Hề thật giả, mỗi cô bé đều là thiên thần, đầu dây bên kia. Triệu Anh Quân cũng bị Lâm Huyền chọc cười, đương nhiên không có chuyện đó, ngoài phim ảnh và hoạt hình ra, đâu có cô bé nào bạo lực như vậy. Cậu không ghét trẻ con là tốt, vì người bên cạnh tôi, bao gồm cả tôi, đều không kiên nhẫn với trẻ con, rất dễ phiền lòng và tăng huyết áp. Vậy không còn chuyện gì khác nữa Lâm Huyền, tối nay gặp. Nói xong, Triệu Anh Quân liền cúp máy. Cô ấy luôn làm việc nhanh gọn,
lần nào cũng cúp máy quyết đoán như vậy. Lâm Huyền cũng đặt điện thoại xuống, ngẩng đầu, thấy Lưu Phong đang nhìn hắn với nụ cười đắc ý. Gì thế? Lâm Huyền không hiểu, Lưu Phong đang đắc ý điều gì? Hừ hừ. Lưu Phong cười khẩy một tiếng, hình như tôi nghe cậu nhắc đến cô bé mười mấy tuổi. Đó là người nhà của Triệu Anh Quân. Lâm Huyền nói, không phải họ hàng của tôi không quen, anh còn mong cô bé sẽ đến phòng thí nghiệm tìm tôi sao? Trong mắt anh, tôi có thể hấp dẫn đến thế, nhưng tôi không nghĩ mình có thể khiến cô bé mười mấy tuổi nào thích tôi. Thậm chí, tôi càng hy vọng điều đó không xảy ra, chưa chắc là loại thích nào đâu. Lưu Phong nhún vai, thích có nhiều loại, không nhất thiết phải là tình yêu. Ngưỡng mộ, tôn kính, kính trọng, đều là những cảm xúc rất bình thường. Dù sao, một khẩu súng xuất hiện, nghĩa là khẩu súng đó sẽ bắn. Lâm Huyền, tôi rất mong chờ cô bé mười mấy tuổi đó sẽ đến phòng thí nghiệm. Đến lúc đó, dãy số cấp số cộng của tôi sẽ thực sự hoàn chỉnh. Chương 1128, vở kịch bắt đầu, 3. Lâm Huyền không tỏ ra quan tâm, vậy anh cứ chờ đi, chờ được thì coi như anh thắng. Được rồi, đừng nói nhiều nữa, tôi đến đây là để nói chuyện nghiêm túc với anh. Hắn đứng dậy, bước đến bàn thí nghiệm ở giữa, cầm lên chiếc đồng hồ thời không hình chữ nhật, nhìn vào các chỉ số trên đó. Không, 0000042. Quả nhiên, không có gì thay đổi. Sáng nay khi thức dậy, Lâm Huyền đã đoán được kết quả này. Dù sao Lưu Phong mỗi ngày đều rất quan tâm đến đồng hồ thời không, việc đầu tiên sau khi thức dậy chắc chắn là kiểm tra chỉ số trên đó. Đến lúc mình ngồi xe đến Đại học Đông Hải, vẫn chưa nhận được cuộc gọi của Lưu Phong. Điều đó có nghĩa là chỉ số trên đồng hồ thời không, vì lý do nào đó, không thay đổi. Lâm Huyền chỉ vào con số 0000042 trên mặt đồng hồ ban đêm, hỏi Lưu Phong tại sao chỉ số trên đó không thay đổi. Bởi vì độ cong thời không không thay đổi mà. Lưu Phong bình tĩnh nói, tôi đã giải thích với cậu rồi, đồng hồ thời không vốn là thiết bị đo độ cong thời không. Chỉ khi hiệu ứng cánh bướm thời không xảy ra, thời không tương lai thay đổi, đường dây thế giới dịch chuyển, độ cong thời không mới thay đổi. Vì vậy, chỉ trong trường hợp này, chỉ số trên đồng hồ thời không mới thay đổi đồng bộ, thể hiện mức độ thay đổi thời không, mức độ dịch chuyển đường dây thế giới bằng con số. Vậy bây giờ nếu không có thay đổi, nghĩa là hiệu ứng cánh bướm thời không không xảy ra, thời không tương lai cũng không thay đổi, chúng ta vẫn đang ở trong thế giới có độ cong 0000042. Không có bất kỳ sự dịch chuyển nào. Lâm Huyền lắc đầu, không đúng, không đúng. Hắn nhớ lại cảnh tượng hôm qua trong giấc mơ khi mở két sắt số 1277. Lúc đó hắn thấy rất rõ ràng, phông chữ khắc tên trên tấm biển đã thay đổi. Từ phông chữ sắc bén giống như kiểu chữ Tống thành Microsoft Yahoo. Dù thay đổi rất nhỏ, nhưng thay đổi vẫn xảy ra. Vậy độ cong thời không ít nhất cũng phải thay đổi một chút. Dù chỉ là một chút, dù chỉ là từ 0000042 thành 0000043, cũng là hợp lý, không thể nào có chuyện. Thay đổi thời không đã xảy ra, chi tiết của thế giới tương lai cũng đã thay đổi, nhưng độ cong thời không lại không thay đổi chút nào, đúng không? Điều này về mặt logic là rất không hợp lý. Lưu Phong, chiếc đồng hồ thời không của anh có vấn đề về độ chính xác không? Lâm Huyền đặt câu hỏi, chỉ vào con số cuối cùng trên mặt đồng hồ. Chiếc đồng hồ này chỉ có thể đo đến 7 chữ số thập phân, nếu như biến động độ cong thời không rất nhỏ, rất rất nhỏ. Chiếc đồng hồ thô sơ này không thể phát hiện thì sao? Chuyện đó sẽ không xảy ra đâu. Lưu Phong bước đến, chỉ vào màn hình LCD. Khi tôi chế tạo đồng hồ thời không, tôi đã sử dụng một màn hình LCD hoàn chỉnh. Nghĩa là, mặc dù hiện tại nó chỉ hiển thị 8 chữ số, nhưng nếu cần thiết, nó có thể hiển thị hàng chục, hàng trăm chữ số. Bởi vì đây là một màn hình LCD hoàn chỉnh, nếu muốn, chỉ cần kết nối với máy chủ, thậm chí có thể xem phim, chơi game. Vì vậy, hiểu chưa, Lâm Huyền? Loại tình huống cậu lo lắng sẽ không xảy ra. Tôi dám chắc rằng, bất kỳ khi nào có biến động thời không xảy ra, biến động độ cong thời không, dù nó nhỏ đến đâu, đồng hồ thời không của tôi cũng có thể phát hiện ra và sẽ hiển thị tỷ lệ biến động trên mặt đồng hồ. Ngay cả khi biến động chỉ là 0000001, chỉ số trên mặt đồng hồ cũng sẽ thành 0000002001. Điều này không phải vấn đề lớn, tôi đã cân nhắc tình huống này khi thiết kế đồng hồ thời không.
bao gồm cả chữ số đầu tiên. Lưu Phong chuyển ngón tay chỉ vào chữ số duy nhất trước dấu thập phân của đồng hồ thời không và tiếp tục nói. Chỉ số trước dấu thập phân chỉ hiển thị một chữ số, nếu biến động thời không rất lớn, lên đến hàng chục nghìn, hàng trăm nghìn thì sao? Đồng hồ thời không của tôi sẽ chết máy à? Chắc chắn là không, làm sao tôi có thể mắc sai lầm sơ đẳng như vậy chứ? Ra là vậy, Lâm Huyền đã hiểu. Số chữ số hiển thị trên đồng hồ thời không có thể tự động điều chỉnh theo giá trị, nên không cần lo lắng về độ chính xác. Vậy thì vấn đề càng lớn hơn. Là thế này, Lưu Phong. Lâm Huyền giải thích, đừng nghi ngờ lời tôi sắp nói, anh chỉ cần tin vào những gì tôi nói và suy nghĩ theo tiền đề này. Trước hết, tôi rất chắc chắn, hiệu ứng cánh bướm thời không và biến động thời không đã thực sự xảy ra. Hơn nữa, nó xảy ra sau khi chỉ số trên đồng hồ thời không chuyển thành 0.000042. Về lý thuyết, độ cong thời không chắc chắn sẽ thay đổi, nhưng đồng hồ thời không của anh không phát hiện được. Thứ hai, lần biến động thời không này rất nhỏ, gần như không ảnh hưởng đến xu hướng phát triển tương lai và quỹ đạo thế giới. Dĩ nhiên, tôi chỉ nói gần như, thực tế nó lớn bao nhiêu tôi cũng không đoán được, nhưng chắc chắn là có, chỉ là biến động nhỏ mà thôi. Các bạn đang nghe truyện Thiên Tài Câu Lạc Bộ của tác giả Thành Thành Giữ Thiền tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1129, vở kịch bắt đầu, 4. Vậy chúng ta hãy suy luận thử, tại sao biến động thời không rõ ràng đã xảy ra, nhưng độ cong thời không không thay đổi và quỹ đạo thế giới cũng không chuyển dịch và lệch đi. Câu hỏi của Lâm Huyền cũng khiến Lưu Phong suy nghĩ. Hắn ta không nghi ngờ lời của Lâm Huyền, bởi vì đối phương không có lý do gì để nói dối hoặc bịa chuyện lừa mình. Vì vậy, Lưu Phong cũng chấp nhận thực tế rằng biến động thời không nhỏ đã xảy ra và bắt đầu suy nghĩ trên cơ sở này. Một lúc sau, phòng thí nghiệm rộng lớn im lặng như tờ, cả hai đều đang suy nghĩ. Chỉ có thể nghe thấy tiếng chim hót trên cây lớn ngoài cửa sổ và tiếng chuông tan học từ tòa nhà giảng dạy xa xa. Lâm Huyền nhắm mắt lại, bắt đầu suy nghĩ về những manh mối mà mình bỏ sót. Trong những trường hợp như thế này, tồn tại là hợp lý, nghĩa là chắc chắn phù hợp với quy luật thời không. Quy luật thời không? Lâm Huyền bắt đầu lần lượt nhớ lại những quy luật mà mình đã hiểu. Hiệu ứng cánh bướm thời không, biến động thời không, điểm neo biến động, đàn hồi thời không, thời không. Khoan đã, Lâm Huyền đột nhiên mở mắt ra. Nhớ lại 2 năm trước, khi lần đầu tiên mình hiểu được quy luật thời không về quy luật đàn hồi thời không. Đàn hồi thời không, bản thân thời không có tính đàn hồi nhất định, không phải mỗi lần hiệu ứng cánh bướm thời không đều dẫn đến biến động thời không. Cần phải tích lũy đến mức độ biến động nhất định hoặc thay đổi thực tế đủ mạnh mới có thể phá vỡ tính đàn hồi của thời không, gây ra biến động thời không, ảnh hưởng đến thế giới tương lai. Hiện tại xem ra quy luật này vẫn chưa đầy đủ. Hắn nghĩ đến một hướng suy luận hoàn toàn mới. Giống như thế này, trước mắt có một cái lò xo. Nếu chỉ dùng lực rất nhẹ để nó tạo ra sự biến dạng rất nhỏ, thì sớm muộn gì nó cũng sẽ phục hồi lại như ban đầu. Khi nào bỏ tay ra, lò xo sẽ phục hồi về hình dạng ban đầu, điều này được gọi là tính đàn hồi. Vậy, đối với thời không, tính đàn hồi này được hiểu như thế nào? Lâm Huyền cố gắng tổng kết. Có lẽ, giống như hiệu ứng cánh bướm nhỏ không thể gây ra biến động thời không rõ rệt, sự biến động thời không nhỏ, giống như chạm nhẹ vào lò xo, không đủ để gây ra sự biến dạng chất lượng. Đồng thời, lò xo vẫn còn khả năng phục hồi, có khả năng được sửa chữa. Vậy thì, làm thế nào để khiến lò xo biến dạng không thể đảo ngược và không thể phục hồi? Câu trả lời ai cũng biết, lực lớn sẽ tạo ra kỳ tích. Chỉ cần dùng đủ lực kéo, xoắn, phá hủy lò xo, có thể khiến lò xo mất tính đàn hồi hoàn toàn, không bao giờ có thể phục hồi lại hình dạng ban đầu. Có lẽ, đây mới là giải thích thực sự của điểm neo không thể đảo ngược. Tương tự, tính đàn hồi của thời không cũng vậy, chỉ có sự biến động thời không đủ lớn mới có thể thực sự phá vỡ tính đàn hồi của thời không, gây ra những thay đổi không thể phục hồi và không thể đảo ngược trong thế giới tương lai, từ đó làm thay đổi độ cong thời không và khiến thế giới trong dây chuyền thời gian dịch chuyển và chuyển tiếp. Thì ra là vậy, Lâm Huyền ngay lập tức ngộ ra, cảm giác như được khai sáng. Tôi đã hiểu. Lâm Huyền ngẩng đầu lên, nhìn Lưu Phong, tôi đã hiểu ra rồi, Lưu Phong, đây mới là tính đàn hồi thực sự của thời không. Hắn đứng dậy, bước đi trong phòng thí nghiệm, sự biến động nhỏ của thời không có thể phục hồi và khôi phục,
do đó không thể trực tiếp gây ra sự thay đổi độ cong thời không. Nói một cách đơn giản, thời không và lịch sử đều là một cái lò xo có tính đàn hồi. Nếu lực tác động nhỏ, lò xo sẽ phục hồi lại hình dạng ban đầu vào một thời điểm nào đó. Nguyên lý này chúng ta tạm thời không rõ, có lẽ thời không và lịch sử bản thân đã có khả năng phục hồi nhất định. Giống như đại dương có khả năng tự thanh lọc, có thể thời không cũng có khả năng tự phục hồi và tự điều chỉnh. Nhưng bây giờ chúng ta không xem xét những điều này, chúng ta hiểu một cách đơn giản. Bây giờ tôi đã hoàn toàn hiểu khi nào thì chỉ số trên đồng hồ thời không sẽ thay đổi. Chỉ khi tính đàn hồi của thời không bị phá vỡ, sự biến động của thời không tích lũy đến một mức độ nhất định, lật đổ hoàn toàn thế giới tương lai, khiến dây chuyền thời gian dịch chuyển và chuyển tiếp. Chỉ khi đó chỉ số trên đồng hồ thời không mới thay đổi. Và mỗi lần thay đổi, có lẽ, chính là giới hạn chịu đựng của tính đàn hồi thời không. Đồng thời, đó cũng là các điểm phân chia của các tọa độ thời không. Lưu Phong nghe những giả thuyết của Lâm Huyền, sắc mặt nghiêm trọng, suy nghĩ nhanh chóng trong đầu. Đây là một lý thuyết rất táo bạo. Chẳng lẽ, thực sự như Lâm Huyền nói, sau khi độ cong thời không được số hóa, giới hạn và biên giới của tính đàn hồi thời không cũng có thể được số hóa. Chương 1130, vở kịch bắt đầu, 5. Điều này không phải là không thể. Hắn ta cũng từ lâu đã tin rằng khái niệm tính đàn hồi thời không rất quan trọng và sâu sắc, có nhiều điểm có thể đào sâu và hiểu rõ hơn. Nếu xem bản thân thời không như một cái lò xo, thì giả thuyết của Lâm Huyền hoàn toàn hợp lý và tự nhất quán về lý thuyết. Nhưng, Lưu Phong gãi đầu, bây giờ lý thuyết của cậu cũng chỉ là giả thuyết. Để thực sự kiểm chứng, chúng ta phải đợi đến khi chỉ số của đồng hồ thời không thay đổi lần tiếp theo, chúng ta mới có thể kết luận thêm. Nếu lần thay đổi tiếp theo thực sự có quy luật và biên độ thay đổi giống như lần đầu tiên hoặc tăng lên theo cấp số nhân, thì chúng ta có thể chứng minh giả thuyết của cậu là đúng. Lâm Huyền gật đầu, đúng vậy. Bây giờ hãy chờ đợi sự thay đổi tiếp theo của độ cong thời không, chúng ta có thể thu thập được rất nhiều thông tin và kiến thức. Không chỉ có thể nắm bắt được quy luật thay đổi của tọa độ thời không, mà còn có thể hiểu được giới hạn và độ rung sai của tính đàn hồi thời không. Thậm chí cả lý thuyết cơ bản về đường dây thế giới cũng có thể giải mã được một phần. Không ngờ, Hoàng Tước đã nói ngay từ đầu rằng quy luật tính đàn hồi thời không rất quan trọng. Tôi thực sự không nghĩ rằng sau 2 năm tôi lại có thể hiểu thêm về quy luật này. Hắn lại quay trở lại bàn thí nghiệm ở giữa phòng, vỗ vỗ chiếc đồng hồ thời không trắng phẳng bình thường. Vậy bây giờ, chúng ta chỉ có thể chờ đợi sự thay đổi chỉ số của đồng hồ thời không. Nhưng nó sẽ thay đổi khi nào? Lưu Phong nghiêng đầu, sự thay đổi này hoàn toàn không thể kiểm soát được, chúng ta chỉ có thể chờ may mắn. Không, Lâm Huyền lắc đầu. Hắn nghĩ đến két sắt của Cao Văn, nghĩ đến cuốn sổ tay di chúc của Cao Văn với phát minh đủ để đảo lộn thế giới. Thiết bị xuyên thời không, nếu mang công nghệ vượt thời đại này trở lại thế giới thực, chắc chắn có thể gây ra biến động thời không lớn như một cơn lốc xoáy điên cuồng, cuốn đi, hủy diệt và tái cấu trúc thế giới tương lai. Giấc mơ thứ 5 chắc chắn sẽ trở thành giấc mơ thứ 6. Đến lúc đó, chỉ số trên đồng hồ thời không chắc chắn sẽ thay đổi lần thứ 2. Lâm Huyền chắc chắn sẽ không nghe lời Cao Văn, công khai lý thuyết và cấu tạo của thiết bị xuyên thời không ra toàn thế giới. Điều này vốn không thuộc về sản phẩm của thời đại hiện tại. Giữ trong tay mình là đủ. Không biết khi nào mới thực sự tạo ra được thứ này. Nhưng, để đảm bảo an toàn cho bản thân và sự ổn định của thời không hiện tại, Lâm Huyền sẽ không để người khác nắm giữ thiết bị xuyên thời không trước mình. Chiếc thiết bị xuyên thời không đầu tiên trên thế giới này phải nằm trong tay mình. Vậy thì, tiên quyết là phòng thí nghiệm của mình phải có khả năng phát triển và xây dựng loại công nghệ tiên tiến này. Lưu Phong, anh hãy nghiên cứu thêm về hạt thời không. Lâm Huyền chỉ vào chiếc tủ lạnh nhỏ ở góc bàn thí nghiệm, món quà của Jask, khả năng xuyên thời không và thiết bị xuyên thời không đều phụ thuộc vào hạt thời không. Kế hoạch tiếp theo của tôi là xây dựng một chiếc thiết bị xuyên thời không. Để bảo mật, chắc chắn phải hoàn thành trong phòng thí nghiệm riêng tư này. Tôi biết, hiện tại anh thiếu nhân lực, tôi sẽ cố gắng tìm cách, xem có thể tìm thêm trợ lý cho anh không. Nhưng hiện tại, anh là người tôi tin tưởng nhất và là người đồng đội tôi yên tâm nhất, nên nếu có thể, tôi vẫn hy vọng dự án thiết bị xuyên thời không trong tương lai sẽ do anh dẫn dắt và lãnh đạo. Hiện tại, người hiểu về hạt thời không trên thế giới này ít như lá mùa thu. Trong điểm này, anh không nghi ngờ gì là có lợi thế. Chi tiết sẽ nói thêm khi tôi có đủ thông tin. Tóm lại,
Tôi hy vọng anh sẽ dành nhiều thời gian hơn để nghiên cứu hạt thời không, nghiên cứu lý thuyết và ứng dụng của thiết bị xuyên thời không, bên cạnh nghiên cứu về hằng số vũ trụ. Câu nói chẳng ngạc nhiên không ngừng. Lưu Phong nhìn vị đại gia rộng rãi, nhưng lại thường xuyên có những ý tưởng kỳ lạ này với vẻ mặt kinh ngạc. Hắn ta thực sự luôn thích đưa cho mình những bài toán khó. Nào là hằng số vũ trụ, nào là hạt thời không, nào là tọa độ thời không, nào là bức tranh Einstein buồn bã mà đến giờ vẫn chưa có lời giải, bây giờ. Lại còn kỳ lạ hơn, lại muốn mình nghiên cứu thiết bị xuyên thời không. Tuy nhiên sau sự ngạc nhiên ban đầu, Lưu Phong cũng hiểu được ý tưởng của Lâm Huyền. Nếu Hoàng Tước, người phụ nữ thần bí đó, chính là một người xuyên thời không. Tồn tại tức là hợp lý. Điều đó có nghĩa, xuyên thời không là khả thi. Lý thuyết này tự nó là nhất quán. Thiết bị xuyên thời không cũng là một thực tế tồn tại và có thể được con người tạo ra. Hắn ta không khỏi bắt đầu tưởng tượng. Nếu con người thực sự có thể đi ngược thời gian trên thiết bị xuyên thời không, họ có thể làm gì? Có thể gặp lại những người đã khuất, có thể bù đắp những nuối tiếc và mất mát đã qua, có thể trải nghiệm trực tiếp những sự kiện lịch sử vĩ đại và hùng tráng. Các bạn vừa nghe xong tập 113 của bộ truyện Thiên Tài Câu Lạc Bộ của tác giả Thành Thành Giữ Thiền tại Thư Viện Sách Nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.